Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Sửu, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mão Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa, ngày Kỷ Sửu tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tích lịch hỏa, kỷ tuổi quý mùi ất mùi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Đinh Mùi, Ất Mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Tiểu Hồng Sa, xấu mọi việc, sao Tiểu Hao, phó xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Nguyệt Hư, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Thần Cách, kỵ về tế tự, sao Trùng Tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Trùng Phục, kỵ về giá thú, an táng, sao Huyền Vũ, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý dường như với bạn không biết nỗi nóng là gì trong ngày hôm nay. Có những người làm việc trái ý bạn nhưng bản mệnh vẫn cố hiệu cho họ, không trách mắng mà còn tỏ ra thương cảm. Và hơn ai hết, với bạn tuổi Tý bạn hiểu rằng mọi cá nhân đều có mặt hạn chế nhất định, quan trọng là hiểu và bản thân mình điều chỉnh sao cho phù hợp mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy các hoạt động liên quan tới bảo dưỡng, bảo trì, ví dụ như là bảo dưỡng về xe cộ, nhà cửa hoặc là tài khoản ngân hàng đều cần thiết và ích lợi cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay. Vì vậy, với bạn tuổi Tý, bạn cần phải cố gắng để sắp đặt lại mọi thứ vào một guồng quay mới mẻ và tích cực hơn. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này sẽ không hề tốt cho cái chuyện tình cảm của các cặp đôi vì giữa hai người thường xuyên xảy ra sự bất đồng ý kiến. Với bạn tuổi Tý, bạn nên biết nhún nhường một chút, ít nhất là họ nói thì bạn cũng phải biết lắng nghe đã nhé.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hãy tin tưởng một nửa của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, con cái là chỗ dựa về tinh thần cho bạn vào lúc này. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, vội vàng dễ có những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, lùi một bước để tiến hai bước. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, bạn có niềm tin lớn lao vào chính bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được sự che chở của thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay có được sự ổn định và mang lại nhiều động lực và cảm hứng cho bạn. Với bạn tuổi Sửu, bạn cũng nên tận dụng ngay thời gian này để phát triển những dự định về tài chính của mình trong tương lai. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn thiêu nghiệp về kinh doanh, với bạn sẽ càng được thuận lợi và suôn sẻ khi mà bạn đang được các thần này trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn càng thêm hanh thông. Đặc biệt, thông qua các mối quan hệ xã giao, với bạn tuổi Sửu còn có thể sẽ kiếm được một khoản tiền khá là lớn. Bất ngờ này khiến cho bạn mệnh vui vẻ suốt trong khoảng thời gian tới và bạn có thể hoàn thành những dự định trước thời hạn đề ra nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí quá vượng. Điều này có thể sẽ gây ra một số vấn đề về sức khỏe, như thế là bệnh về dạ dày, bệnh về đường tiêu hóa, bạn mạnh ăn uống không được ngon miệng. Và nếu như bạn tuổi Sửu cảm thấy tình trạng chán ăn, người mệt mỏi kéo dài thì bạn nên đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt để có những biện pháp chữa trị kịp thời nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc có được sự ổn định, điều này sẽ mang tới cho bạn có được những cảm hứng và động lực để cho bạn cố gắng hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy nên tận dụng ngay thời gian này để phát triển những dự định về tài chính của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa kiếm được một khoản tiền khá lớn nhờ những mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ có thể hoàn thành những dự định trước thời hạn đề ra. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc có thể sẽ gặp một vài vấn đề về bệnh dạ dày, hệ tiêu hóa, bạn nên thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể nhanh chóng thực hiện các kế hoạch trong sự nghiệp của mình mà bản thân đã ấp ủ từ bấy lâu nay. Ngày này với bạn tuổi Dần đã có được các thần này chiếu mệnh, điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tín hiệu tốt để cho bạn mệnh tự tin để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Vì vậy, bạn đừng có lơ là mà bỏ lỡ mất thời cơ đáng tiếc với mình. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, với những nỗ lực của bạn có thể sẽ được đền đáp trong mức độ nào đó và bạn đã rút thêm ra nhiều kinh nghiệm cho mình trước để tiếp tục cho những kế hoạch dài hạn hơn trong tương lai. Và bạn đừng có quên gửi lời cảm ơn tới những ai đã giúp đỡ cho mình có được thành công như ngày hôm nay nữa bạn tuổi Dần nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, niềm vui trong ngày hôm nay của bạn có thể sẽ kiếm phần trọn vẹn bởi bạn đang gặp ngày có ngũ hành thổ mộc tương xung. Điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm vợ chồng có những chuyển biến theo chiều hướng không được tốt. Vợ chồng có thể xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã vì một số vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Và đôi bên nên biết kiểm soát về cảm xúc của mình, rộng lòng tha thứ cho đối phương để tình nghĩa vợ chồng luôn duy trì được sự bền vững.
Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có thể sẽ nhanh chóng thực hiện những kế hoạch trong sự nghiệp mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa có thêm tự tin thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ tự đúc rút ra kinh nghiệm cho những kế hoạch dài hạn hơn trong tương lai. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tình cảm vợ chồng đi xuống, dễ có sự mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, đôi lứa cần phải kiểm soát về cảm xúc của mình, rộng lòng tha thứ cho đối phương. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 77, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay rất là tốt. Với bạn tuổi Mão đang có được tinh thần thoải mái, thăng hoa hơn rất nhiều. Nhờ vậy bạn bản mệnh thêm phần tự tin hơn trong các quyết định quan trọng và bạn cũng nên tận dụng thời cơ này kịp thời nữa, đừng có bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão á, bạn không ngừng phấn đấu để đạt được những kết quả tốt nhất, cho nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhờ vậy mà với bạn tuổi Mão sẽ được trao cho nhiều cơ hội quan trọng để thể hiện năng lực của bản thân mình, và bạn chắc chắn không bỏ lỡ thời cơ để gây dựng được ấn tượng với cấp trên, giành được những thành công thuộc về mình nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình duyên của bạn có phần ảm đạm. Với những ai đang còn độc thân thì về mặt tình cảm của bạn chưa thực sự được khởi sắc. Có lẽ trong giai đoạn này với bạn tuổi Mão nên tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân mình và yêu thương chính mình sẽ tốt hơn, rồi bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tinh thần thoải mái, thăng hoa, cho nên làm gì cũng có được sự hăng hái. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, thêm phần tự tin hơn trong các quyết định quan trọng, bạn cần phải tận dụng kịp thời. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, được trao thêm cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cái chuyện tình cảm ảm đạm, người độc thân nên tập trung để hoàn thiện bản thân mình sẽ tốt hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 95, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp phải những trở ngại nhất định. Với bạn tuổi Thìn có thể sẽ khá là vất vả để giải quyết những rắc rối trong công việc. Với những trục trặc đó phần nhiều là do kẻ tiểu nhân phá hoại, ném đá giấu tay, khiến cho bản mệnh lao đao khó kiểm soát được tình hình. Lại thêm trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thương quan gây rối. Điều này sẽ làm cho bạn gặp hiểm họa khó lường, với bạn càng cần phải cẩn trọng và tỉnh táo hơn trong khoảng thời gian này. Ngoài những tác động khách quan thì có cả nguyên nhân là do bạn mà ra, không thực sự tập trung để làm việc, với bạn cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình, nếu không rất dễ mắc phải những sai sót sẽ chỉ tạo ra cơ hội cho kẻ tiểu nhân quấy phá, làm cho bạn gặp nhiều trở ngại mà thôi. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Rất may là trong lúc mọi việc đang có phần rối rắm như thế này, với bạn tuổi Thìn vẫn có được sức khỏe đủ tốt để cho bạn đương đầu với những khó khăn, trở ngại. Việc thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao đang đem lại cho bạn những kết quả tuyệt vời mà bạn mệnh nên duy trì thói quen tốt này nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, vất vả giải quyết những rắc rối trong công việc.
Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, tiểu nhân quấy phá gây cho bạn lao đao, khó kiểm soát được tình hình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, hiểm họa khó lường, cần phải cẩn trọng và tỉnh táo hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, sức khỏe ổn định nhờ thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 70, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi sáng hơn. Với bạn tuổi Tỵ, bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày nhẹ nhàng khi mà công việc của bạn tiến triển được thuận lợi, sự nghiệp phát triển, làm việc gì cũng được thuận lợi, khó khăn đã có người nâng đỡ kịp thời. Hơn nữa, môi trường làm việc của bạn đang có được sự hài hòa, đồng nghiệp vui vẻ giúp đỡ cho nhau càng khiến cho bạn thêm phần hăng hái hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này làm cho bạn đang có điềm báo tài lộc có sự tiêu hao. Với bạn tuổi Tỵ, bạn mệnh cần phải tìm hiểu kỹ những thông tin trước khi đầu tư về tiền bạc. Bạn cũng cần phải tham khảo thêm ý kiến của những người thân thiết, những người có nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có dẫn đến mất tiền không đáng nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy vận trình tình cảm của bạn có được sự suôn sẻ như ý muốn, vợ chồng hòa hợp, gia đình trong ấm ngoài êm. Hạnh phúc gia đình là điều mà với bạn tuổi Tỵ luôn cố gắng giữ gìn và bạn sẽ không thể bất cứ điều gì phá hoại tổ ấm của mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển được thuận lợi, sự nghiệp phát triển bền vững. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, môi trường làm việc có được sự hài hòa, đồng nghiệp vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, điềm báo tài lộc có sự tiêu hao có thể xảy ra. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, cần phải tìm hiểu kỹ những thông tin trước khi đầu tư về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm vợ chồng có được sự suôn sẻ như ý muốn, gia đình hạnh phúc. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 70, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Ngọ hãy chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối diện với những trắc trở trong ngày hôm nay. Và dù với bạn tuổi Ngọ đã cố gắng công sức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mọi việc khó khăn hơn bạn tưởng rất nhiều. Với bạn tuổi Ngọ, hãy xem đây như là thử thách nhỏ mà bạn cần phải vượt qua. Hãy cứ tự tin lên rồi mọi thứ sẽ vượt qua vô cùng êm ả với bạn mà thôi. Hơn nữa, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang có điềm báo còn phải đối mặt với những bất hòa trong các mối quan hệ xã giao của mình. Có nhiều tình huống khó xử khiến cho bạn trở nên gắt gỏng và tỏa ra sự khó chịu của mình. Bạn đừng có lúc nào cũng cố gắng hơn thua với những người xung quanh, có như vậy thì tình huống sẽ được giảm nhẹ sự căng thẳng. May mắn là trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ tạo ra cho bạn có những cơ hội để bạn dành thời gian quan tâm tới nửa kia và hâm nóng tình cảm cho cả hai. Bạn hãy nghĩ xem lần cuối hai bạn có một buổi hẹn hò đúng nghĩa là khi nào. Đừng có để cho thời gian trôi qua khiến cho tình cảm của hai bạn càng nhạt phai đi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, hãy chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối diện với những trở ngại. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, học cách
biến những nghịch cảnh thành cơ hội để phát triển vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa đối mặt với những bất hòa trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ đừng có lúc nào cũng cố gắng hơn thua với những người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc nên dành thêm thời gian để quan tâm tới nửa kia và hâm nóng chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được suôn sẻ cho lắm. Khi với bạn tuổi Mùi, lúc này bạn cảm thấy tức giận và bạn cũng đừng có kiềm nén những cảm xúc của mình. Hãy để những cảm xúc ấy được thoát ra ngoài, nếu không chúng sẽ bùng nổ trong lòng bạn và khiến cho bạn thêm phần mệt mỏi cộng với những suy nghĩ tiêu cực nữa mà thôi. May mắn là trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những lời mời về ăn uống, gặp gỡ với bạn bè thật là thú vị. Khi với bạn tuổi Mùi, bạn hãy nhận lời ngay. Ngoài việc kiếm tiền thì việc duy trì những mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ khiến cho tinh thần của bạn trở nên tốt đẹp hơn, có được những năng lượng tích cực nữa. Khi có thời gian ở bên người thân với bạn tuổi Mùi cũng đừng có than thở quá nhiều, vì họ cũng không có trách nhiệm phải nghe những vấn đề của bạn. Thay vào đó, bạn hãy nói về những ước muốn, những dự định của mình trong tương lai, kế hoạch thực hiện như thế nào và cùng góp ý cho nhau để phát triển sẽ tốt hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim đừng có mơ mộng những điều quá xa vời, thiếu thực tế. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy tránh nói về vấn đề của người khác, hãy nói về mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nếu người ta không thật lòng, bạn cần gì phải tiếp tục. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hỏi han chăm sóc người thân của mình nếu có thể. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tránh nóng nảy lôi cả chuyện trong quá khứ ra để nói. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 79, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Dần. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài che chở. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông, thuận lợi vô cùng. Với bạn tuổi Thân đang có được những cơ hội để phát triển và bạn sẽ không để cho nó trôi tuột khỏi tầm tay. Hơn nữa, các thần này còn mở ra cho bạn những khoản thu nhập rõ ràng, đặc biệt là thu nhập từ công việc chính, công việc dài hạn. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, những người làm kinh doanh buôn bán cũng có được một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp. Với bạn có thể tính tới việc mở rộng, phát triển thêm quy mô kinh doanh, hình thức cũng như là chất lượng để việc buôn bán ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Cùng với đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn diễn ra được như ý muốn. Nếu như bạn đang còn độc thân, với bạn nên mở rộng lòng mình và trao đi những điều chân thành nhất. Từ trái tim sẽ chạm tới trái tim. Với bạn cứ chân thành rồi nhất định sẽ tìm thấy được những hạnh phúc cho riêng mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc được hanh thông, có nhiều cơ hội để phát triển. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, biết nắm bắt được thời cơ kịp thời, không để trôi qua một cách đáng tiếc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, người làm kinh doanh, buôn bán, có được một ngày buôn may bán đắt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có thể sẽ tính tới việc mở rộng, phát triển thêm quy mô về kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình duyên diễn ra được như ý. Đối với những người đang còn độc thân nên mở rộng trái tim mình.
Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 85, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tin vui, đoàn tụ với những thành viên trong gia đình, ví dụ như là vợ chồng xa nhau lâu ngày hay là con cái tạm xa nhau trong khoảng thời gian dài, nay có được cơ hội đoàn tụ. Và trong ngày này với bạn tuổi Dậu, đối với những bạn đang còn độc thân cũng đang mở ra để cho bạn tự do lựa chọn người phù hợp với mình nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, điều này sẽ mang tới cho bạn có được những khoản tiền bất ngờ. Việc quản lý về tài chính quy về một mối là rất quan trọng trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải biết đồng tiền của mình đi đâu, về đâu nếu không muốn đau đầu về vấn đề tiền bạc nữa. Ngày thứ hai này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy với bạn đang có được những tín hiệu tốt đẹp liên quan tới vấn đề về sức khỏe. Đó cũng thực sự là vốn quý với bạn trong lúc này. Với bạn tuổi Dậu, hãy cảm ơn vì bạn đang có được may mắn mà mình cần phải cố gắng để bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt nữa bạn tuổi Dậu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy tìm hiểu về gốc rễ vấn đề nếu như không muốn mù quáng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt hai người làm cho nhau. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, cơ hội nằm trong tầm tay, hãy chớp lấy. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tránh xa những tác động tiêu cực lên cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nhận được sự tôn trọng của một nửa. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 73, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn có sự đặc quyền và với bạn tuổi Tuất tỏa ra trịnh thượng, thái độ của bạn rất dễ gây mất lòng người khác, nhất là khi bạn nói chuyện với người nhà, giọng điệu bề trên của bạn là hoàn toàn không phù hợp một chút nào nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, điều này sẽ mang tới cho bạn có sự nối tiếc buồn khổ. Với bạn tuổi Tuất, bạn hãy nhớ rằng sự kết thúc cũng đồng nghĩa với sự khởi đầu, cho nên trong mọi tình huống bạn đừng có bi quan, bạn hãy sẵn sàng cho một hành trình mới thú vị và khép lại những gì thuộc về quá khứ sẽ tốt hơn. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới vấn đề sức khỏe của bản mệnh. Do đó, với bạn không được lơ là chủ quan trong ngày hôm nay, nhất là đối với những ai đang bị bệnh thì luôn cần phải tự tìm cách để bảo vệ bản thân mình cho thật tốt nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, bạn đang cảm nhận rõ sự xa cách của đối phương. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, không phải khi nào mọi việc cũng đi theo kế hoạch của bạn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, sự nhiệt tình của bạn có thể đang đặt sai chỗ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nếu không hài lòng việc gì, bạn hãy từ tốn nói ra. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, có những chuyện bạn cần phải đối mặt, không nên trốn tránh. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 71, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022.
Với bà Thúy Hỏi, bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan che chở. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn trải qua một ngày có thể sẽ đạt được những bước tiến khá là bất ngờ trong công việc. Và ở thời điểm này với bạn Thúy Hỏi, dường như với bạn không còn điều gì có thể ngăn cản bạn hay là làm khó cho bạn. Miễn là bạn có lòng quyết tâm, mọi thứ đều sẽ có được kết quả như bạn mong muốn mà thôi. Đặc biệt là trong ngày thứ hai này với bạn Tuổi Hợi, tinh thần trách nhiệm của bản mệnh được mọi người ghi nhận. Nhờ vậy mà với bạn sẽ ngày càng được lòng cấp trên và có khả năng được thăng quan tiến chức đến gần. Và nếu như ai chưa đạt được điều này thì cũng đừng quá sốt ruột, với bạn hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là thời điểm thích hợp chưa đến với bạn mà thôi. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ hai này với bà Tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn không được lý tưởng cho lắm. Và dù nhìn bề ngoài, hai bạn vẫn có vẻ như là rất hạnh phúc, mọi người hết lòng ngưỡng mộ, nhưng quả thực có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chỉ có cả hai mới rõ rằng dù không hề to tiếng hay là cãi vã hay là xảy ra xung đột lớn, nhưng cả hai cứ dần xa cách. Có lẽ hai bạn nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao và sớm hâm nóng tình cảm lại đi bạn Tuổi Hợi nhé. Về cầu quyết cho bạn Tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa đạt được những bước tiến khá bất ngờ trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, miễn là có lòng quyết tâm, mọi thứ đều có thể sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, tinh thần trách nhiệm được mọi người ghi nhận xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, ghi điểm với cấp trên và có khả năng được thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm lứa đôi không được lý tưởng, khoảng cách cứ ngày một lớn hơn. Và đánh giá của bà Tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.